Nhân anh Sayo, xin chào quý cô chú anh chị em và các bạn thân mến nha. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị em trong video tiếp theo của các bạn ơi. Hôm nay mình chia sẻ luôn là hôm nay sinh nhật của em rể Hàn Quốc đây. Đây, Nô Chin, anh nhớ bạn. Hôm nay là em Hàn Quốc này là sinh nhật các bạn à. Nên là em ấy mua, nói chung là mỗi gia đình mua một cái mối món quà để tặng cho anh ấy. Em ấy chứ lộn, không phải là quà mà ấy không nha. Quà này là quà ăn thôi. Quà này quà ăn thôi các bạn à. Đó, đây anh rể đang đốt nến nè cho em ấy nè. Mình quay lại các bạn xem nha. Đi hát đi con. Gia đình của mình đây nè. Đây có. Hôm nay các bạn ơi, đó. Mỗi gia đình mua món quà ăn ha. Này là ăn thôi à. Cho em mấy đây. Gia đình là mình mua gì em? Gia đình mình mua gì đây? Gà với bánh pizza. Wow, chân lớn ta, gia đình anh mình chơi. Anh thì mua bánh kem. Gà với bánh pizza luôn. Lộn rồi luôn em. Thì mua cái gì? Chúc banh với... Còn em ấy thì mua... Chúc banh. Chúc banh. Còn anh để mua bánh kem. Chúc banh. Để mua bánh kem. Ấm bà. Ấm bà. Ấm bà sao? Sao? Gà đây nè. Đây là các bạn mình review cho các bạn này. Đây. Đây là gà nè các bạn ơi, gà chicken. Biết rồi mày la hoài ha. Đây là cái món chân giò heo các bạn à. Hát cho nó 기분 좋아. 와이프도 검사했는데 머리 이상 없다 그러고. 내가 뭐 나 나도 지금 다음 주 알려줬다고 검사해야 돼. 가슴이 좀 아파 가지고 좀. 다시 맞고 검사해요. Đây là có kim chi nè. Mấy thằng là các bạn ạ. Chị đây là tỏi nè. 여기가 약간 살이 건강보험 돼가지고 15만원밖에 안 나왔어. 근데 그래, 와이프는 보험을 늦게 들어가지고 저거 나와 와 진짜? 어? 엄사지 안 넣으면 되니까 어? 와 chị Hồng bữa nay chị gái tôi bữa nay cái mặt hồng hào lại ha. Ý nè, chào các con. Đuôi nè. Nè. Ý đi. Nè. Chào đi con, thúi. Thúi anh nha. Thúi à, chào đi con. Thúi. Anh nha. Anh nha, chào.
cha mày. Đây gia đình family của mà, gia đình family như ý đây. Bữa nay sinh nhật của chú Nô Chin của Như Ý đó. Chú Nô Chin. Như Ý chúc mừng cậu Nô Chin đi con. Nói đi. Con nâng ly lên chúc mừng cậu đi. Nói tiếng Việt đi, nói tiếng Việt cái bài dịch đi. À nói đi sam Nô Chin sam chon. Xem cái chúc ram đi ta. Nói đi con. Sam chon đi. Ok, đi đi em. Đi đi. Nốt chi sang chơi. Sống mưu chơi xe ra đi. À, bữa nay mình ra với anh rể và em rể đây. Dạ. Lần khám. Ngon. Ông mặc cậu. Dạ. Dạ. Nè. Ông mặc cậu. Vô. Vợ bữa nay uống bia luôn ghê ta. Chúc mừng đi. Vô. Vô em. Vô. Vô đi chúc mừng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Này vô con. Vô. Vô. Đây là con trai của mình nè, hả? À, con trai hả? À. À, cha nó thiệt, con trai nuôi đó. Lên ăn cái gì? Ờ, à, đũa anh đâu? Đũa đâu nữa? Nước chiên, cho con đặt cho. Ăn cuối nhỏ xíu nè. Đây nè, wow, các bạn ơi, kim chi. Để xin miếng gạo qua kìa. Bỏ chơi. Ông mơ kìa. Bỏ hứng. 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 Cho chứ. 맞으면 근데 또 누가 또 또 근데 그 고추 사 가지고 고추 60 근. 와. 한 근에 600g. 눅눅이 36kg. 60. 한 근에 22,000원. 겁나 비싸 지금. 고추가 막 올라서 비어 가지고. 네, 맞아. 근데 그거 너무 긴장을 못 하니까. 지금 그 직접 사 안 되는 사람 중고사 많아. 중고사. 네. 많아 가지고 못 사. 맞아. 진짜 속여. 거짓말해. 지금 중국산 지금 5천 몇 개 한 거. 저희 안 땅 나가. 헐. 네. 맛있어요. 여기서 맛. 맛있어요. 빠둥. 막 누른 거 하나 맞다니 빼고 노는 거 하나 붙여가지고 이걸 좀 먹으면 이 커서 먹는 게 아니지 수고 내지 수고 아빠가 술 먹자고 그러는데 아빠 한 잔 몇 살인가 누구 두 살이잖아 세 살이야 두 살 세 살 지금 먹으면 안 돼 한국 나이로 세 살이지 네. 지금 먹으면 안 돼 만으로 지금 만으로 이 안 됐지 아주 이게 메로색이지? 메로 딱 들어가지? 5년 야 2년 막 지났는데 그럼 2년 정도 이뻐서
그건 먹으면 그런 있어. 그럴 때는 뭐 그런가. 그럼. 아니야, 맞아. 안 방 더 가야 돼, 맞아. 네. 조심 조심. 아 먹어. 네네네. 안에. 맛있다. 我不能，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 我不能
고구마, 고구마, 제오하고 고구마, 이거는 저 뭐? 치즈를 안 먹어 치즈. 뭐, 그래? 뭐 치즈도 안 먹어. 나 빨리 먹어서 버리는. 아니야, 딱딱한 거 있어요. 이 고구마 먹어봐, 고구마 봐. 맛있는 고구마 먹고 나머지 안 먹어. 봐. 며칠 동안 있었지만, 잖아, 아, 와이프가 며칠 동안 있었잖아. 아, các bạn ơi, thì mấy anh em ăn xong rồi nè. Bây giờ là nè, chào các cô chú đi con, kết thúc video nè. Chào. Thôi nghĩ ăn bị đau bụng rồi các bạn ơi. Đây nè, ăn xong rồi bây giờ mấy anh em ăn kem nè. À, xin chào. Tạm biệt. Xin chào các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha. Ok, các bạn ơi, mình xin kết thúc video nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của Nhí Family. Nhớ like và ủng hộ các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.